Hôm nay thì em sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm hàng giảm giá các bác nha. Có bác nào mà mình đang theo dõi được cái video này thì mình có thể cố gắng theo dõi hết video để có thể tham khảo và lựa chọn cho gia đình mình. Ngày hôm nay sẽ có rất chi là nhiều những cái mã sản phẩm hay và với cái mức giá cực kỳ là ưu đãi để dành tặng tới tất cả các bác khách hàng. Tất cả các mã ngày hôm nay thì sẽ được giảm giá đến kịch sàn các bác nha. Đặc biệt chỉ với mức giá có mấy chục nghìn thôi là ngày hôm nay các anh cũng đã có thể mua được sản phẩm máy móc và dụng cụ đồ nghề các bác nha. Đây, đầu tiên thì em sẽ có một ít kẹp dòng màu vàng với mức giá là 250.000, các anh tham khảo cho em này. Cái kẹp dòng này thì một bộ của nó sẽ có kẹp dòng này, thêm một đôi pin này, một đôi que đo thông này, một đôi que đo nhiệt độ như thế này. Đấy, và cái kẹp dòng này có rất là nhiều chức năng này. Có chức năng đo thông mạch này, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng và đo đứt ngầm. Đặc biệt có cả chức năng chống đo nhầm điện, khi mà các bác cắm nhầm điện trực tiếp vào đây nó cũng không có bị chập cháy đồng hồ luôn. Một cái ưu điểm rất chi là hay của cái mã sản phẩm này. Và đặt hàng cây gọi cho em là kẹp dòng màu vàng, hôm nay giá có 250.000 thôi. Chứ bình thường với cái sản phẩm này ra thị trường canh mua nó rơi vào khoảng chừng 350 cho đến 400. Ngày hôm nay là mua được cái giá siêu tốt thì canh có thể nhanh chóng mình đặt hàng sớm để mình có đơn hàng thành công luôn này. Ở bên này thì lên cho em này, bê tông pin của Bốc Sun nha canh nha. Bê tông pin của Bốc Sun thì đặc biệt hôm nay với mức giá cực tốt luôn. Đây, một bộ đầy đủ như thế này này. Một bộ đầy đủ như thế này, gồm một thân máy, hai pin, một sạc, mà pin của nó sẽ là pin 15 cell, pin cực trâu và loại pin chống sốc, pin 6.0Ah, pin dòng sạc cao và chân pin phổ thông canh nha. Chọn bộ đầy đủ gồm một thân máy với hai pin 15 cell và một sạc. Đấy, đủ bộ như thế này mà giá chỉ có 1.250.000. Lên đơn mã này đặt hàng các anh gọi cho em là chọn bộ bê tông pin của Bốc Sun loại theo hai pin 15 cell với mức giá ngày hôm nay chỉ có 1.250.000 đồng thôi. Máy thì bao khỏe và bao chất lượng để cho canh có thể làm thợ làm công trình được luôn này. Còn nếu anh nào nhà có pin có sạc rồi, mình có thể mua riêng một cái thân máy cho em ạ. Cái thân máy bê tông pin của Bốc Sun thì nó sẽ như thế này, sẽ có một cái tay cầm và một cái hộp đựng máy tặng kèm cho canh, thì giá có 699.000 thôi. Nếu mà lên đơn mã lại đặt hàng canh gọi cho em là thân máy bê tông pin của Bốc Sun với mức giá chỉ có thân máy tỉa hàng già là hôm nay em về được có vài chục cái thôi canh nhá. Đấy, nó với một cái thân tỉa hàng già thì nó sẽ như thế này. Khi mà canh nhận về là một thân máy và kèm thêm là hai cái lưỡi tỉa. Và đây thì em đã lắp một cái lưỡi tỉa dài vào rồi canh nhá. Đây, cái lưỡi tỉa dài này thì nó sẽ dài khoảng chừng hơn một găng tay đấy ạ. Ngoài ra thì sẽ có một cái lưỡi tỉa ngắn như thế này, nhìn nó như là một cái lưỡi tăng đơ luôn. Đó, thì một thân máy này sẽ đi theo hai lưỡi tỉa. Khi nào mà canh muốn sử dụng cái lưỡi dài thì mình lắp vào như thế này. Còn canh không muốn sử dụng loại dài thì canh tháo cái lưỡi tỉa dài này ra và lắp cái lưỡi tỉa ngắn kia vào nhá. Đấy, thì hôm nay lên đơn mã này đặt hàng canh gọi cho em là thân máy tỉa hàng rào của Kutan với mức giá sẽ là 499.000 một thân máy canh ạ. Cái thân máy này thì nó chưa theo pin và sạc nhá. Cái này nó sẽ xài chân pin phổ thông. Cho nên là về nhá, anh nào ở nhà mà mình có pin rồi á, mình có pin phổ thông rồi thì mình mua cái thân máy này về mình xài. Còn anh nào mà chưa có pin thì mình nhớ mua thêm pin cho em nhá. Bây giờ em sẽ thử pin để cho canh xem này. Đấy, về canh lắp vào pin phổ thông như thế này cho em. Em sẽ lắp thử vào quả pin 15 cell của Hukan đây để em sẽ thử máy cho canh này. Đấy, mình lắp vào thì nó sẽ hình thức nó sẽ như thế này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ cho máy chạy thử để cho các bác nghe cái tiếng máy nhá. Máy chạy rất chi là êm và khỏe luôn nhá canh nhá. Đấy, mà mức giá thì hôm nay cực kỳ là ưu đãi luôn. Một cái thân máy đẹp xịn xò như thế này mà giá chỉ có 599.000 thôi. Lê đơn đặt hàng canh gọi cho em là thân máy tỉa hàng rào. Nhớ lưu ý cho em là thân máy thì là chưa kèm theo pin đâu canh nhá. Anh nào chưa có pin thì là mình nhớ tham khảo cho em, để em sẽ giới thiệu cho canh rất là nhiều các mã pin để cho canh có thể tham khảo và lựa chọn đặt hàng phù hợp theo túi tiền của mình nhá. Thân máy thổi lá của Dorama, máy siêu to luôn các bác ạ. Hôm nay thì em sẽ sale tặng cho các bác nhà mình cái thân máy này với mức giá là 599.000 thôi các bác nhá. Hàng công ty, hàng chính hãng nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Đặc biệt hôm nay với mức giá siêu tốt, cái này thì sẽ thiết kế là sử dụng bằng chân pin phổ thông, cực kỳ là tiện lợi luôn. Hàng ok và giá rẻ, lên đơn đặt hàng thì canh liên hệ em nhé. Và nhớ gọi cho em là thân máy thổi lá của Dorama với mức giá 599.000. Giá này chưa tặng kèm pin nha các anh nhá. Pin thì về các anh cứ lắp vào pin 10 cell, 15 cell hoặc pin 20 cell là các anh sẽ sử dụng được. Anh nào nhà có pin có sạc rồi thì mình sẽ mua thân máy.
Còn nếu mà canh ở nhà chưa có pin, chưa có sạc thì có thể báo để nhà em sẽ tư vấn thêm pin để cho canh có thể tham khảo và mua thêm. Đấy, cái máy này thì nó có một cái ống thổi này siêu to như thế này cho em. Siêu to, siêu dài và siêu rẻ. Đó, và có cả cái nút điều chỉnh tốc ở đây luôn này. Đó. Trời, cực kỳ là xịn sò con bò mà giá rẻ canh nhá. Nên đơn đặt hàng canh nhớ gọi đúng mãi cho em là mình có đơn này. Gọi cho em là thân máy thổi lá bằng pin của Dorama với mức giá chỉ có 599k, quá trời là rẻ luôn. Hàng lẻ mẫu đây các bác ơi, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác này. Đây, cái combo này là một combo của Hukan gồm một thân máy bu lông và một thân máy mài pin như thế này. Cực kỳ là xịn sò con bò mà giá rẻ cho em. Đấy, một combo này thì canh nhận về nó sẽ có hai cái thân máy cùng một chân pin luôn. Đấy, cái thân máy này là thân máy bu lông của Hukan, lực xiết 450 N, mà đầu bu lông 1/2, đầu rộng rất là đa năng luôn. Đấy, còn cái này là cái thân máy mài pin của Hukan, loại công tắc chuột ở trên cạnh máy này. Đó, máy này thì sẽ có điều chỉnh tốc độ nha. Máy một tốc và sử dụng motor từ không chổi than. Đi theo thân máy mài sẽ có tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi này. Một cái combo này sẽ có hai cái thân máy sử dụng cùng là chân bi phổ thông và các bác dùng chung một quả pin nhá. Cái combo này sẽ được tặng thêm một cái túi đựng máy của Hukan như thế này cho canh luôn này. Combo là có hai thân máy xài cùng một chân pin, giá là 1.050.000 thôi. Bình thường thì canh mua thị trường nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1.300.000-1.400.000. Nhưng mà cái đợt này là em còn đâu có 2 hay là 3 combo nữa thôi. Cho nên là em sẽ bán tặng cho canh là giá 1.050.000. Cái giá này là chưa có theo pin nhá. Anh nào chưa có pin nhớ báo nhà em để mua thêm pin về mình xài. Còn nếu anh nào ở nhà có pin, có sạc rồi thì mình chỉ cần mua nguyên một combo này là về mình đã có cả máy mài và có cả bu lông để mình xài rồi. Lên đơn đặt hàng thì canh gọi cho em là combo thân mài cộng thân bu lông của Hukan với mức giá 1.050.000 nhá canh nhá. Còn bên này thì sẽ là một cái thân máy mài pin của Hukan, mà cái loại hàng cao cấp nhất. Cái này em bị sót kho nhá, cái này nó hết hàng lâu lắm rồi, nhưng mà nó bị sót kho, nó còn đúng hai cái thôi, cho nên là em sẽ tặng canh luôn. Bình thường á, là cái thân máy này là canh mua giá là 1.250.000 nhá, nhưng mà hôm nay là em hết hàng rồi cho nên là em sale tặng canh luôn. Thì giá của nó sẽ là 1.050.000 luôn đi. Đấy, sale là sale giá lỗ luôn. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp đấy. Con này nó có điều chỉnh tốc ở đây này, có nút hiện số luôn. Xài chân bi phổ thông nhá. Đấy, có tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi đi theo này. Có một cái hộp nhựa đi theo này. Đấy, giá thân máy nhưng mà sẽ có hộp nhựa đi theo. Giá thân máy thì chưa có pin nha các bác nha. Con này hàng cao cấp nhất của Hukan. Model của nó là 8300BL. Đây các bác nhìn cho em đây, cái thông số này. Đấy, em quay chi tiết cho các bác để mình xem rõ cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Nếu mà chốt đơn cái mã này thì các anh gọi cho em là thân máy mài pin của Hukan, loại điều chỉnh 4 tốc và có hộp nhựa. Đấy, mức giá 1.050.000 thôi. Cái giá sale lỗ cho nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương. Những cái sản phẩm mà em đã hết hàng, em còn số lượng ít là em đều báo cáo các bác luôn rồi. Nên là các bác đang biết là cái sản phẩm sắp hết rồi thì mình nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nha. Máy hàn của Hukan hộp nhựa thì cái đợt này em còn rất là ít nên là em sẽ sale tặng cho các bác nhà mình. Đây là nguyên một bộ đầy đủ như thế này này canh này. Cái máy hàn này thì nó sẽ được tặng thêm cả một cái hộp nhựa để đựng máy, cực kỳ là đẹp luôn. Và đây là mẫu máy các bác nha, model là MMA200. Đấy, đi theo thì được tặng một đôi găng tay, có cả kính đeo mắt, có dây đeo, có que hàn, có búa gõ rỉ và có dây hàn kìm hàn kẻ mát luôn. Bên này có một cái hộp để đựng máy này các bác này. Có một cái hộp nhựa để đựng máy vào đây. Đấy, các anh sẽ đựng vừa máy và tất cả những cái phụ kiện này cho vào một cái hộp cực kỳ là đẹp và xịn sò như thế kia. Bình thường giá thị trường canh mua là 1.250.000, nhưng mà cái đợt này em còn ít thôi, còn đâu có 2 hay là 3 bộ thôi, em sẽ sale tặng. Đấy, sale tặng cho canh giá rẻ nha, với mức giá là 1.050.000. Nếu mà anh nào có nhu cầu mua cái mã này thì hãy liên hệ trực tiếp em. Đặt hàng thì canh gọi cho em là máy hàn Hukan loại hộp nhựa với mức giá chỉ có 1.050.000. Lưu ý cho em là cái mã này số lượng em hết rồi, còn có 2-3 bộ thôi, hàng sót kho. Và các anh sẽ mua được cái mức giá rẻ hơn so với bình thường là 200.000 ạ. Giá này là giá em sale, giá lỗ, giá bán tặng. Lên là các anh nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Nhớ đọc đúng mã cho em. Gọi cho em là máy hàn Hukan loại hộp nhựa với mức giá 1.050.000 đồng thôi. Ống nhòm là cái đợt này em còn số lượng ít lên là em sẽ sale bán tặng giá rẻ cho các bác nhá. Thì em sẽ có hai màu, cái này là cái màu xanh này. Đây là cái ống nhòm màu xanh. Còn cái này thì sẽ là ống nhòm màu đen nha canh nhá. Đấy, về canh mở lắp ra như này, canh sử dụng này. Đấy, nó sẽ được bảo quản như thế này. Canh mà hay đi du lịch này, yêu thích khám phá này thì có thể tham khảo ngay ngày hôm nay, đặt hàng trực tiếp ở trên cái video này để mình có thể mua được cái mức giá tốt nhất.
Thì mỗi một cái ống nhòm này các anh sẽ được tặng là một cái túi đeo này. Đây là cái màu xanh thì sẽ tặng một cái túi đeo như thế này. Còn cái màu đen thì nó sẽ là cái túi đeo màu đen như thế này nha các anh nhá. Đấy, em sẽ quay chi tiết cho các anh nhà mình nhìn cho nó rõ nét hai cái mẫu ống nhòm này. Cái này thì nó là cái ống nhòm màu đen này các anh này. Đấy, cái này là cái màu đen nhá. Các anh lựa chọn có hai màu nhá, cái màu nào cũng đều rất chi là đẹp luôn. Cái màu này là màu xanh này, là xanh lính. Đấy, cái màu xanh lính bộ đội này, cực kỳ là xịn sò luôn. Cái loại ống nhòm hàng cao cấp đây các anh ạ. À, bình thường em đang bán là giá 750, nhưng mà cái đợt này số lượng em còn ít thôi. Nếu như mà cái này mỗi mã thì nó còn khoảng tầm độ 2 đến 3 cái. Cho nên là em sẽ sell giá rẻ nha. Và đây là một cái sản phẩm em bán tặng nhá. Thì đặt hàng kênh lên đơn kênh gọi cho em là ống nhòm với mức giá hôm nay là 650 thôi. Giá rẻ giật mình cho kênh luôn. Tức là kênh sẽ được mua giảm giá tới 100k trên một chiếc ống nhòm như thế này. Cái này thì nó có thể nhìn xa được hàng nghìn km luôn nhá kênh nhá. Đấy, với mức giá 650 thôi, lựa chọn này. Cái này gọi cho em là ống nhòm màu xanh. Đấy, còn cái này gọi cho em là ống nhòm màu đen. Có hai màu cây nhá, em sell đồng giá nhau luôn. Đấy, anh nào mà mình yêu thích cái màu nào thì mình có thể lên đơn này. Đấy, cứ liên hệ trực tiếp nhà em quay chi tiết cho các bác. Đây, cái này là cái mẫu màu xanh này. Cái màu xanh này thì đi theo là đây, nó có cái nắp đẩy đây này. Đấy, có thêm cả cái dây đeo ống nhòm như này. Và cái túi ở bên ngoài là cũng có dây đeo nhá. Và kèm thêm là có một cái miếng giấy lau kính như thế này nữa. Đây, cái ống nhòm đen thì là cũng được tặng thêm cái dây đeo này. Đấy, nó cũng có cái miếng giấy lau kính ống nhòm như này cho canh. Đấy, giá 650 canh nhá. Lựa chọn cho em ống nhòm, lựa chọn màu xanh hoặc là màu đen canh ạ. Hello, hello các bác. Điện máy Ngọc Mai xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em về được một cái lô thân đèn LED của Himoki. Cực xịn, cực đạt và giá cực rẻ luôn các bác ạ. Hôm nay thì em sẽ về mẫu 16 bóng LED và 84 bóng LED siêu sáng như này cho em nhá. Với tích hợp có cổng USB phía sau này, canh về nha, canh vừa làm đèn và vừa làm sạc điện thoại được luôn. Với cái mẫu này thì sẽ là cái mẫu đèn 16 bóng LED này. Đây, bây giờ em sẽ thử cho các anh xem. À, với những cái đèn này thì nó sẽ thiết kế là xài chân pin phổ thông. Đấy, ở nhà nếu mà các anh có những cái khối pin chân pin thông dụng như thế này thì mình sẽ lắp vào đây mình dùng nhá. Đây, lắp vào pin như thế này, bật công tắc lên này. Đấy, sáng lắm luôn các bác ạ. À, cái này là cái mẫu đèn 16 bóng LED của Himoki này. À, và đặc biệt là hôm nay với mức giá có 150.000 thôi các anh nhá. Lên đơn mã này thì đặt hàng đây nó sẽ đóng gói như thế này. À, mỗi một cái đèn là nó sẽ trong một cái hộp như thế này, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, thì cái này gọi cho em là thân đèn LED của Hukan loại của Wookfit, thân đèn của Wookfit 16 bóng LED với mức giá cho em là 150.000 thôi các anh ạ. Trời ơi, giá rẻ sập sàn chưa? Cái này xài cho bi phổ thông này, công tắc tắt mở thì ở đây nhá, có 16 cái bóng LED siêu sáng này, phía sau là sẽ có kết hợp cổng USB như thế này. Các anh sẽ cắm được hai cái sạc điện thoại. Với cái mẫu này là cái mẫu lại 16 bóng LED này và đây là cái mẫu 84 bóng LED này. Bây giờ em sẽ thử cho các bác xem cái mẫu 84 bóng LED này xem nó sáng như nào nhá. Phải nói rằng là nó sáng hơn cả một cái đèn xe ô tô luôn các bác ạ. Cực kỳ là sáng luôn. Nếu như mà trong những cái thời điểm mà nhà bị mất điện là các bác có những cái đèn LED này bật lên nó sáng trắng, sáng hơn là có điện luôn các bác ạ. Đấy, cái này thì với cái mẫu đèn này là đèn 84 bóng LED, là loại nhiều bóng LED nhất và loại siêu sáng nhất. Mà mức giá này đặc biệt hôm nay chỉ có 250.000 thôi. Cái này em mới về mà cái này không biết là công ty có bị nhầm giá không ấy các bạn, vì em thấy cái giá của nó hời quá luôn á. Có 250 thôi mà cái đèn 84 bóng thật sự luôn, là cái giá này nó chỉ rẻ ngang với những cái dòng mà 16 bóng các bác mua thị trường thôi. Cái này chắc 100% là công ty bị nhầm giá rồi đây này. Nhưng mà thôi, bây giờ em lấy được giá rẻ thì em cứ để rẻ cho các bác nha. Còn nếu như mà 1-2 nữa mà công ty có nhầm giá rồi báo lên thì em tính sau, được chưa? Đấy, hôm nay bác làm và xem may mắn theo được cái theo dõi là được cái video này thì mình nhanh tay đặt hàng luôn đi, mình có đơn luôn. Đấy, thì cái này nó vẫn có cổng USB này, vẫn có cổng USB là vẫn sạc điện thoại được nhá. Tức là một sản phẩm nhưng mà về các bác dùng được hai chức năng, mình vừa làm đèn và vừa làm chân sạc điện thoại được. Trói tiện nội chưa, nhà mất điện cái mang ra vừa thắp sáng được này, lại vừa có cái để mình sạc điện thoại mình dùng luôn, đúng không? Rất là tiện luôn. Và mẫu này các bác gọi cho em là thân đèn LED của Wookfit loại 84 bóng LED là giá 250 nhá. Lưu ý cho em là hai mẫu này, đây cái mẫu này. Mẫu này thì gọi cho em là thân đèn LED của Wookfit 16 bóng LED là giá 150. Còn cái mẫu này gọi cho em là thân đèn LED của Wookfit loại 84 bóng LED là giá cho em là 250 một cái.
Cái này nó chưa theo pin sạc nha. Anh nào chưa có pin, chưa có sạc nhớ tham khảo xong để bây giờ xong rồi em sẽ giới thiệu thêm cho canh một số những cái mã pin sạc để cho canh tham khảo, nó sẽ có rất là nhiều mẫu. Với lại lưu ý cho em là cái đèn mà 84 bóng led này nó sẽ có hai cái kiểu đóng gói các bạn. Một cái kiểu đóng gói là nó ở cái hộp màu xanh như này, còn một cái kiểu đóng gói nó lại ở cái hộp cắt tông như này. Đấy, cho nên là nó có hai kiểu nhưng mà cái giá tiền nó vẫn bằng nhau. Đấy, nó hai kiểu, nó tùy từng lô sản xuất. Cho nên là khi mà các bác đặt hàng thì em sẽ gửi bất kỳ nha các bác nha. Vì thường là cái hộp này về mình cũng không có dùng đến nha. Đấy, còn đây là đèn này, còn đây là quạt này. Cái quạt này là quạt của Bốc Su này các bác. Quạt của Bốc Su là cái quạt 8X này này. Hôm nay em về một combo là sẽ đầy đủ là có một thân quạt với lại một quả pin 10 cell và một cái sạc bàn đi theo như thế này. Đây là nguyên một combo quạt pin của Bốc Su nha. Bây giờ em sẽ thử cho các anh xem. Cái này đang em đang lắp vào pin rồi, nó sẽ có hai tốc độ gió này. Đây là tốc độ 1 này. Đấy. Trời mát lắm các anh ạ. Đây là tốc độ 1, em lên tốc độ 2 này. Đấy. Trời mát sung sướng cuộc đời luôn các bạn. Cái này thì các bác có thể chỉnh để cho nó có thể xoay trái xoay phải được hoặc có thể cho nó đứng im một chỗ được. Cái quạt này nó có chức năng xoay nha các bác nha. Đấy, cái quạt này thì nó sẽ có chức năng là xoay trái xoay phải hoặc là cho nó đứng im một chỗ và có hai tốc độ gió luôn. Đấy, tốc độ gió ít và tốc độ gió nhiều. Đấy, và đặc biệt này, một combo là đầy đủ như này cho em này. Có một thân quạt này, một pin này, một sạc này, nguyên một combo này, đầy đủ như thế này cho em này. Mà hôm nay giá cực kỳ là ưu đãi luôn, có 399.000 thôi các anh nhá. Có 399.000 thôi, hàng chính hãng của Bốc Su. Đấy, bình thường ra thị trường các bác tay nhà mình mua đọc một cái thân quạt như thế này cũng tầm cỡ 380 rồi. Đấy, hôm nay là nguyên một set, một quạt, một pin, một sạc mà giá có 399.000. Lên đơn nha, nhớ nha, cách đặt hàng nhá, đọc đúng mã cho em nhá. Gọi cho em là combo quạt pin màu đen của Bốc Su nhá. Mức giá cho em ngày hôm nay là 399.000. Bây giờ quay sát màn hình vào đây để em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác nhà mình. Phía bên này em có rất là nhiều các mã pin. Đấy, đấy nhưng mà trong trường hợp này, đây. Đây này, pin đây này các anh này. Pin là bên em sẽ có cả pin 10 cell này, 15 cell hoặc là pin 20 cell. Nếu như mà hôm nay mà canh chốt những cái quả pin của GoFit như này nhá. Đây, những cái quả pin này em xin lỗi, pin của Bốc Su. Với những cái quả pin của Bốc Su như thế này này thì em có cả pin 10 cell, 15 cell và pin 20 cell. Nếu mà canh mà mua pin 10 cell là giá có 199.000 thôi. Còn cái quả này là quả 15 cell này. Quả 15 cell là có giá 270.000, còn cái quả pin 20 cell của Bốc Su thì nó giá có 350.000 thôi. Tức là canh muốn mua loại bao nhiêu cell thì canh báo cho em. Còn với cái pin mà nó khuôn tiền hơn nhá thì là canh lấy cái pin này, pin 10 cell của Maza đây là giá có 170.000 thôi. Đấy, còn nếu như mà canh mà muốn sử dụng pin Drama này, pin Drama thì em có cái pin 15 cell như thế này thì là giá 270. Còn pin Drama mà cái loại pin 20 cell nó cũng có loại tầm 400 hoặc 500 một quả. Ngoài ra thì em có cả pin đất tông này, pin Hukan này. Đấy, nó có nhiều phân khúc luôn. Nếu như mà canh muốn mua tầm tiền nào thì canh có thể báo cho em. Đấy, còn đây là sạc. Nếu như mà canh mà lấy cái sạc bàn màu đen này nhá thì giá là 70.000 này. Đây là những cái sạc phổ thông, cái sạc được cho cả pin 10 cell, 15 cell rồi pin 20 cell luôn mà giá có 70.000 thôi. Còn cái sạc xanh này này, cái sạc xanh này thì là giá 120 này. Cái sạc xanh này nó là cái sạc của Kutan. Đấy, mà cái sạc này thì hôm nay giá có 120 thôi nhá. Đặt hàng nhá, các anh gọi cho em là sạc bàn màu xanh nhá. Giá 120 này, hàng chính hãng luôn này, logo dập lửa trên máy như này cho em này. Đấy, với mức giá là 120.000 này. Bên này thì là một cái bộ máy khoan pin 13 ly. Cái mã này là máy khoan pin 13 ly màu xám. Và với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 850.000. Đấy, chốt đơn mã này nhá, đặt hàng nhá, canh gọi cho em là chọn bộ khoan pin 13 ly màu xám của Kutan có mức giá cho em là 850.000. Đấy, nó sẽ có 3 chức năng này, có chức năng bắn vít này, chức năng khoan này, chức năng búa hỗ trợ khoan tường và điều chỉnh 20 cấp chuột như này cho em này. Với mức giá hôm nay là 850.000 thôi, một bộ là đầy đủ như này cho em, có hai pin một sạc luôn. Một thân máy, hai pin một sạc nhá. Cái pin này là pin 10 cell này. Đấy, mà con máy này thì nó là đầu auto lock. Đó, đầu auto lock, đầu 13 ly và hàng có khóa trục. Bình thường á, nếu như mà ra thị trường canh mua những cái con máy khoan 13 ly và có khóa trục nhá, bao giờ cũng phải mua với mức giá 1.2.000.000, 1.3.000 là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay trên live của nhà em là canh mua được cái giá có 850.000 thôi. Nó là cái mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Anh nào không mua mã này là tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Số lượng em hết rồi, còn có 3 bộ thôi đây này. Còn có 3 bộ thôi nhá. Anh nào nhanh tay là mình sẽ mua được cái mã này luôn. Đặt hàng thì canh nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xám của Kutan, chọn bộ như thế này, nguyên hộp như thế này, với mức giá chỉ có 850.000. Đấy, còn bên này thì em giới thiệu cho canh là một cái mã máy khoan bê tông mà ngon bổ rẻ nhất. Đấy, đây, canh tham khảo cho em mã này nhá.
cái này canh gọi cho em là khoan bê tông của Dalot. Máy khoan bê tông của Dalot thì hôm nay với mức giá là 560.000, hàng 3 chức năng đây, có đảo chiều, đầu mũi khoan 2-26. Với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 560.000 đồng. Đó, lên đơn đặt hàng thì canh gọi cho em là máy khoan bê tông của Dalot, giá 560.000 thôi. Giá thật sự luôn, rẻ hơn cả những con máy khoan tay ngoài thị trường canh ạ. 560k cho em. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là bê tông Dalot với mức giá 560.000. Nhưng mà lưu ý cho em này, cái mã này là không theo hộp đựng máy nhá, canh nhận về chỉ có máy và tay cầm thôi. Giá cho em là 560k, giá siêu rẻ luôn, rẻ nhất trong các dòng máy khoan bê tông 3 chức năng. Bên này thì sẽ là cái con máy rửa xe của Kutan, hàng chính hãng luôn, máy rửa xe điện. Đấy, giá là 1.250.000, có đầy đủ phụ kiện cho em. Cái đợt là em về hai màu, màu vàng và màu xanh. Bây giờ các bác cùng theo chân em để vào trong cái, hôm qua là em vừa về một lô là có hai màu luôn, để em sẽ vào chi tiết trong kho để em sẽ quay chi tiết cho các bác nha. Bây giờ các bác cùng theo chân em vào trong cái kho hàng mà em đang để cái máy rửa xe này để em giới thiệu chi tiết cho các bác luôn này. Lại một lô bếp củi thông minh, bếp củi không khói bên em đã về hàng để phục vụ cho tất cả các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu gửi tới các bác hai size bếp các bác nha. Bên này sẽ là cái bếp size bé này, còn bên này thì sẽ là bếp size to các bác nha. Với những cái bếp củi như thế này thì các bác sử dụng rất là tiện lợi luôn. Mình có thể dùng để mình luộc bánh chưng trong ngày Tết này, hoặc là những cái ngày mất điện hay là hết ga thì các bác có thể mang ra mình sử dụng để nấu cơm. Đấy, trong vùng nông thôn thì các bác có thể mua về để mình nấu cám lợn này. Đấy, có thể nấu cơm, nấu cám này, kho cá này, hay là đi chơi, đi dã ngoại mình có thể mang theo mình nướng cá chỉ, nướng cá mực. Trời ơi, cực kỳ là tiện lợi luôn các bác ạ. Và đây nha, với cái bếp size bé này này, mặt bếp của nó có đường kính là 30 cm, còn bếp size to thì mặt bếp sẽ có đường kính là 40 cm các bác nha. Hai size để cho các bác có thể tham khảo và lựa chọn xem là mình ưng cái size nào thì mình có thể nhanh tay đặt hàng. Bếp thì còn có hai tay xách như thế này các bác ạ. Đấy, hai cái tay xách cực kỳ là tiện lợi như thế này nhá. Các bác có thể dễ dàng di chuyển này, mình có thể mang ra ngoài vườn này, ra ngoài sân hay ra ngoài cổng nhà mình vẫn có thể sử dụng đun nấu được luôn. Đấy, và đặc biệt này, bếp sẽ có 3 kiềng nha. Chất liệu thì là chất liệu bên em sẽ sản xuất bằng cái loại thép dày, thép zin, cái loại thép mà chịu nhiệt rất chi là tốt luôn. Đây, cái mặt đáy của bếp này, bên dưới thì sẽ có 4 cái chân để nhá. Cực kỳ là chắc chắn như thế này, được hàn cực kỳ là xịn sò, chắc chắn đẹp như thế này cho em. Và đặc biệt hôm nay thì với cái mức giá này chỉ bằng có 1-2 bát phở bò thôi mà các bác có thể tham khảo, có thể sở hữu ngay được một em bếp củi thông minh sử dụng 3-4-5 năm chưa hẳn các bác ạ. Hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên nhà em số điện thoại trên màn hình để có thể sở hữu ngay được một em bếp củi thông minh, bếp củi không khói. Và đây sẽ là một cái sản phẩm em chuyên bán tặng cho nên là bác nhà mình nhanh tay nhá. Hôm nay nếu mà bác nào mua cái bếp size bé giá là 99.000, bếp size to đây ạ thì giá sẽ là 199.000. Đặc biệt các bác nhìn cho em này, đây, xung quanh bếp thì là sẽ được be kín mít như thế này để khi mà đảm bảo khi mà các bác đun nấu lửa nó sẽ không thoát ra bên ngoài, nó chỉ quanh cái đáy lồi thôi, cho nên là các bác nấu rất là nhanh sôi nhá. Ở đây thì sẽ có một cái khoảng trống này, khi mà các bác nhóm bếp ý thì các bác sẽ đưa củi vào đây. Đấy, cái này thì mình có thể đun bằng củi hay là đun bằng than hoa cũng được. Và đặc biệt với những cái bếp củi thông minh này, khi mà các bác đã nhóm lửa lên rồi, đã có lửa lên rồi thì nó sẽ không có khói, dùng nó sẽ không bị tét mắt giống như là những cái loại bếp mà các bác đang dùng ở ngoài thị trường đâu ạ. Đặc biệt hôm nay là với cái mức giá ưu đãi cho nên là các bác hãy nhanh tay liên hệ ngay tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để có thể sở hữu được một em bếp củi thông minh, bếp củi không khói, để mà đảm bảo mua được cái bếp xịn nhất, tốt nhất và mức giá rẻ nhất thì các bác hãy nhanh tay liên hệ sớm cho em nhá.